Xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi để cải thiện bữa ăn cho chồng này, tức là hôm nay có cái phèo này. Cái phèo này tôi đã mua ở chợ mà cái này chỉ 2 lạng thôi, mà trong con lợn đừng quý giá nhất cái phèo này. Tôi đã rửa sạch, bây giờ tôi cho vào xong được. Đấy, luộc nhá, luộc 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 luộc. Con đã được sôi được 5 phút nữa thì tôi vớt ra thái là ăn nóng ngon này. Úi giời ơi, lòng non là ngon hơn phèo, nhưng mà phèo thì giòn hơn lòng non này. Úi giời. Trông nó là như là một cái bộ tam đa thế này. Ngon lắm, cái này thanh nóng các bác ạ, ngon lắm. Úi giời ơi, nóng thơm lắm mà con ạ. Úi giời ơi, để môi trôi có thế này mà thêm chén rượu nữa nhỉ. Thế này tí phải bỏ trong chồng thêm chén rượu nữa chứ. Đây giòn lắm, thái đâu nó giòn đến đấy thế này mà. Nó giòn là sật. Xin mời mọi người nhé, xin mời mọi người thưởng thức bánh phèo nhé, ngon lắm này. Rất là giòn thế mà. Ngon lắm. Chào bà nhà nhé, đây hôm nay em mới ốm, có một ngày thôi mà ông chồng thì ông đã phải bỏ cho cái món này. Nhưng đố các bác biết món này là món gì? Cái món này thì em luộc chín rồi, bây giờ em không cần chấm nước mắm, nhưng cái này ăn em phải thả tay. Đấy, em phải thả tay ăn nó mới ngon, các bác xin mời mọi người cùng ăn nhé. Ui, ngon lắm các bác, ngọt lắm. Không thì ông chồng tâm lý thế mà các bác. Ngon giòn. Ăn rất là ngậy. Các bác nào không biết món gì thì cho em xin tiếp bình luận nhé. Tôi không giấu gì các bác, cái này là cái món ngon nhất, độc nhất vô nhị trong con lợn, tức là tim lợn và thận lợn. Cái da con lợn thì có hai thứ này là ngon,